Phép lạ thật sự là đây. Chiều hôm ngày 17 tháng 4 năm 2019, hai ngày sau khi nhà thờ Đức Bà bị cháy, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Paris, Đức cha Michel Albertit, vì chủ trang bị cháy mất ngay giám mục, đã đến cử hành thánh lễ truyền dầu tại nhà thờ Thánh Service cùng các linh mục đoàn trong giáo phận của ngài, với sự hiện diện đông đảo của các tín hữu sau nhiều năm vắng bóng nhà thờ. Trong dòng người tín hữu đông đảo, chúng ta nhận ra sự hiện diện của các nhân vật quan trọng như bà Brigitte Macron, phu nhân Tổng thống Pháp, ông Christophe Castaner, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà Annie Hidalgo, thị trưởng thành phố Paris. Trong thánh lễ mà Đức Tổng Giám mục Chánh tòa Đức Bà Paris, Michel Albertit, giờ đây phải mượn tạm ngôi nhà thờ bên cạnh để dâng lễ. Xúc động trong bài giảng của mình, ngài mời gọi tín hữu với những lời tràn đầy niềm hy vọng. Ngôi nhà thờ chính tòa thân yêu của chúng ta quỵ xuống, nhưng nhà thờ sẽ sống lại, sẽ đứng dậy lại. Tôi cảm nhận như ngài đang nhắc đến đời sống đức tin, việc thực hành đạo của các tín hữu đã ra nguội lạnh, đã ngã quỵ trong nhiều năm, nay cần phải được hồi sinh đứng thẳng dậy. Bên ngoài ngôi nhà thờ, rất đông tín hữu đến tham dự. Họ đứng chật trên các con đường bao quanh nhà thờ và tham dự thánh lễ qua màn hình rất sốt sắng. Rất nhiều tín hữu đã rơi nước mắt. Nước mắt cho nỗi buồn vì hòn ngọc của thủ đô đã sụp đổ. Nhưng trên hết, có lẽ là nước mắt của thống hối ăn năn vì rất nhiều năm họ đã lơ là việc tham dự thánh lễ. Trước đó một ngày, hàng trăm bạn trẻ đã quy tụ tại quảng trường Thánh Mike gần bên nhà thờ Đức Bà để cầu nguyện rất sốt sắng. Nhiều giọt nước mắt đã lăn trên những khuôn mặt của bạn trẻ này. Một cuộc trở về với giáo hội thật sự sau biến cố lay động mạnh mẽ đức tin vốn mê ngủ nhiều năm của họ. Và theo tôi, đây là một phép lạ hơn hẳn những gì mà giới truyền thông đã đưa tin trong những ngày qua, như con gà trên nóc tháp cao rơi xuống không bị vỡ, các ô kính màu hoa hồng vẫn còn nguyên vẹn, hay thậm chí thánh giá trong nhà thờ phát sáng sau trận hỏa.